quý vị khán giả thân mến, và buổi chiều hôm nay chúng ta đã được sống trong không khí bóng đá thực sự của bóng đá Ninh Bình khi mà đội bóng chủ nhà trong trận đấu ra mắt sân nhà Ninh Bình quen thuộc, đó là FC Phú Đồng Ninh Bình đã có trận đấu tiếp đón đội bóng đến từ khu vực miền Nam, Đồng Tâm Long An. Và ở trận đấu đầu tiên tại sân nhà Ninh Bình, đội bóng của chúng ta đã giành chiến thắng với kết quả 2-0. Và ngay lúc này chúng ta sẽ dành sự quan tâm tới những hình ảnh và trận đấu đầu tiên của bảng B ngày hôm nay sẽ diễn ra giữa cặp đấu FC Mạnh Tài gặp Khánh Cường. Còn các thủ Mạnh Tài sẽ bảo vệ bên khung thành phía tay trái. Thưa quý vị, lúc này là 18:05, tiếng còi của một đã được cất lên và đây là những diễn biến đầu tiên. Nhưng dù sao, Phương Điềm cố gắng của Phương Điềm rất may mắn. Phương Điềm đẩy bóng xuống, không có cơ hội cho bất cứ cầu thủ nào phía trong. Kỳ bóng đã hướng tới một cầu thủ áo trắng, dứt điểm, bóng đã đi ra ngoài. Rất ít thời gian cho việc đi tán gái. Dứt điểm, không vào. Nguy hiểm, treo bóng khó chịu, đánh đâu. Nếu như không thi đấu tốt thì về sẽ cắt cơm, nguy hiểm. Rất thoáng, pha bỏ bóng, Phương Điềm hơi bất ngờ cho số 15. Quỷ Lê, hai cầu thủ trắng móc vào, không được. Một tình huống đã bị bắt bài và đây là cội phản công, hơi vội vàng, quá đáng tiếc. Mà không có bất cứ sự can thiệp nào ngoài thủ môn. Đây rồi, lại một tình huống bỏ lỡ nữa, không hiểu. Đánh đâu. Công Huân, nguy hiểm như vậy, đó là một tình huống bóng đá bay vào lưới nhà. Quá bất ngờ sự thay đổi bên phía Mạnh Tài, và lúc này đã không đem lại cho kết quả khả quan, mà còn ngược lại khi mà Công Huân đã xử lý một tình huống hơi chần chừ, một tình huống đưa bóng lên chậm và đối phương đã áp sát vào trong. Dứt điểm, Liêu Cú Tì, Liêu Cú Tì đưa bóng vào. Ngọc Hưng chân trái, lực sút rất tốt. Liêu Cú Tì chưa thể dứt điểm, các thủ áo trắng đang theo rất sát đối phương. Rồi, không vào. Bóng đúng vị trí của thủ môn Hải Nam sẽ là vô cùng lớn trong thế trận kiểu như thế này. Ngọc Hưng, Ngọc Hưng không vào, hơi với. Việt Anh, Việt Anh, Ngọc Cường, bóng rất cầu âu. Như vậy là tình huống bóng đã chạm tay và trọng tài đã chỉ vào vị trí mà các thủ FC Mạnh Tài không thể chối cãi được tình huống vừa rồi. Rất hồi hộp, Việt Anh đang đảm nhận trọng trách mang về điểm số đầu tiên. Việt Anh thành công, 1-0. Quá căng và không có gọi cho trung thành. Một tình huống có thể gọi là ngoài những tính toán ở những phút bù giờ cuối cùng bên phía Khánh Cường. Một tình huống chắc chắn là sẽ không thoát được và đội nhà phải chịu và đá luân lưu dành cho đội bạn. Vâng, đúng như lúc này thì trọng tài cũng đã nổi còi khép lại diễn biến rất hấp dẫn, đặc biệt trong hiệp 2 cặp đấu đầu tiên của bóng B ngày hôm nay giữa FC Mạnh Tài và FC Khánh Cường. Hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 1-1.